đầy tớ vô dụng mà thôi Chúa ơi. Nào có công trang chi để mà dám tự hào, những việc con đã làm chính là nhờ Chúa mà thôi. Không có bàn tay Chúa làm sao con thành công. Con xin dâng cho Chúa hết tất cả mọi sự của con, chỉ là đôi bàn tay không, với tâm thân này nhiều phen vấp ngã. Chúa muốn con thế nào, xin Ngài hãy thực hiện nơi con. Con xin vâng thánh ý mà Chúa đã định liệu cho con. Bao nhiêu là gian khó, chất chồng và bao lắng lo, mà sức con hèn yếu, trong lòng rối tơ vò. Tin ở Chúa quân phòng sắp đặt mọi thứ đời con không còn lo lắng vì có Chúa liệu cho. Con xin dâng cho Chúa hết tất cả mọi sự của con, chỉ là đôi bàn tay không, với tâm thân này nhiều phen vấp ngã. Chúa muốn con thế nào, xin Ngài hãy thực hiện nơi con. Con xin vâng thánh ý mà Chúa đã định liệu cho đào số tới thuyền con không hề lùi. Con xin dâng cho Chúa hết tất cả mọi sự của con, chỉ là đôi bàn tay không, với tâm thân này nhiều phen vấp ngã. Chúa muốn con thế nào, xin Ngài hãy thực hiện nơi con. Con xin vâng thánh ý mà Chúa đã định liệu cho con. Con xin dâng cho Chúa hết tất cả mọi sự của con, chỉ là đôi bàn tay không, với tâm thân này nhiều phen vấp ngã. Chúa muốn con thế nào, xin Ngài hãy thực hiện nơi